khớp gối là một trong những cái khớp lớn ở cơ thể và là một trong những cái khớp mà có tỷ lệ gặp chấn thương cao nhất so với cả tất cả các loại khớp khác. Cái khớp gối có triệu chứng rất là đa dạng với cái chấn thương cũng như là các cái mặt bệnh rất là phong phú. Có thể là từ bong gân, từ chấn thương phần mềm, thế rồi đến những tổn thương nặng hơn, ví dụ như là rách sụn trên, rồi đứt dây chằng chéo khớp gối, tổn thương phức hợp sau ngoài, thế rồi các hội chứng lồi cờ bánh chè. Nếu mà người bệnh không được xử lý kịp thời thì dẫn đến là bỏ sót các cái tổn thương. Với những tổn thương như vậy mà người bệnh vẫn duy trì cái vận động, thậm chí là cường độ cao, có thể gây ra rách sụn trên thứ phát, thế rồi là mòn sụn khớp, thoái hóa khớp gối, hạn chế khả năng vận động đi lại. Với điều trị thì có rất nhiều cái mức độ khác nhau, tùy thuộc theo cái mức độ tổn thương cụ thể tại khớp gối. Ví dụ như là với mức độ nhẹ thì chúng ta có thể là bất động, rồi là chúng ta chườm lạnh, rồi là chúng ta nghỉ ngơi trong vòng 2-3 tuần sau chấn thương. Nếu những trường hợp tổn thương nặng hơn thì chúng ta phải tính đến phương án phục hồi chức năng. Thế còn những trường hợp mà tổn thương nặng, ví dụ như là có kèm theo rách sụn trên, hoặc là đứt dây chằng chéo khớp gối, hoặc là đứt dây chằng bên khớp gối, thì bắt buộc chúng ta phải phẫu thuật. Và hiện tại nội soi khớp gối là một trong những cái lựa chọn được nhiều phẫu thuật viên áp dụng hiện nay. Khi chúng ta bị chấn thương thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải tuân thủ đúng cái việc sơ cứu ban đầu. Ví dụ như chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta chườm lạnh, sau đó là chúng ta phải đến các cơ sở chuyên khoa để chúng ta được khám và tư vấn bởi các chuyên gia, và từ đó sẽ đưa ra các cái phác đồ điều trị để phù hợp với từng người bệnh.